Rồi, đây là cái cầu treo của Bản Đôn. Dây dăng được làm bằng thép với lại tre. Đi nó nhúng 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 vậy nè, đã quá. Rồi đi nó nhúng nhúng nhúng, ở dưới là suối. Có một độ đưa đưa đừng đưa. Cái này không dành cho những người yếu tim đâu nha, cũng không nặng lắm. Nó có rất là nhiều những cái cầu này kết nối với nhau. Ồ, suối đã quá, suối suối chảy. Suối đổ xuống đây đẹp quá. Ok nè. Dạ, hiện tại thì em sẽ dẫn cả nhà mình luôn. Đó là nhà sàn dài ED ạ. Thì bên này cả nhà mình sẽ tham quan. Đây là nhà sàn dài truyền thống của người ED. Em xin tự giới thiệu với cả nhà, em tên là Hờ Linh, người ED ạ. Thì trong ngôi nhà của em là sẽ sống theo chế độ mẫu hệ, là phụ nữ sẽ là người nắm quyền, con cái sinh ra là mang họ mẹ, và khi tụi em lớn lên sẽ đi bắt chồng về làm rể nhà mình. Thì cứ mỗi một cô con gái trong nhà thì sẽ là một hộ gia đình mới. Ngôi nhà mình sẽ được cơi nới theo một gian nhà, cứ thế làm cho ngôi nhà già ra, cho tới khi nào mà trong nhà mình hết con gái bắt chồng về thì đó mới là chiều dài của ngôi nhà. Và phía trước ngôi nhà chị mình sẽ thấy có hai lối cầu thang ạ. Cầu thang bên này gọi là cầu thang đực, sẽ dành cho các thành viên nam, chị nhỏ, con rể trong gia đình đi. Còn lối cầu thang bên này em gọi là cầu thang cái, sẽ mở ra mở ra lấy cái thẻ nhớ và khách quý đến thăm nhà. Thì hôm nay anh chị là khách quý đến thăm nhà, em mời cả nhà mình cùng nhau đi lên duy nhất một lối cầu thang cái. Ở trên cái cầu thang cái này đây là biểu tượng của bầu sữa mẹ, thể hiện chế độ mẫu hệ của người đây. Anh chị khi đi lên cầu thang này mình sẽ chạm tay vào bầu sữa mẹ này. Hành động này là đang thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nhà, tôn trọng không cần người đây. Thì đến với Tây Nguyên, em mời cả nhà mình sẽ cùng nhau theo chế độ mẫu hệ một ngày. Mình ưu tiên người phụ nữ xinh đẹp đi trước ạ. Rồi. Dạ, em xin mời mấy anh đi ạ. Nhân đi, nhân đi. Hãy lên, hãy lên, lên đường đi. Dạ. Nguyên cái xe mình có đồ đầy đủ hết trơn. Đó. Ủa nó nghe nè, anh gờ má. Rồi. Dạ không, anh là khách quý nè, đi bên này. Còn anh muốn làm rể nhà em thì anh đi bên này. Không không, anh không làm rể được anh ơi. Anh làm rể được rồi. Đó. Dạ cả nhà ơi, trong ngôi nhà của em mặc dù rất là dài nhưng mà nhà em sẽ chia làm hai gian chính ạ. Một gian để đón tiếp khách và một gian để sinh hoạt. Thì hiện tại cả nhà mình đang di chuyển trong gian đón khách của ngôi nhà, và người ED em gọi gian này là gian gáp. Thì ở phía đầu nhà em sẽ đặt một cái ghế ạ. Cả nhà mình ơi, đây là cái ghế có tên tiếng ED là cặp banh điếc, sẽ dành cho người phụ nữ nóng quyền lực cao nhất nhà mới được ngồi lên. Wow. Em mời mấy chị ngồi thử đi ạ. Nam ngồi được không em? Dạ không. Ghế này chỉ dành cho người phụ nữ quyền lực thôi ạ. Quyền lực đó, người phụ nữ quyền lực. Người phụ nữ quyền lực. Ngồi được mà. Người phụ nữ quyền lực. Cái dáng nó nam ngồi đúng không? Dạ thưa cả nhà, em mời cả nhà mình ngồi ghế. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi anh là quyền lực nhất. Làm để gì đâu? Dạ, anh ơi, anh làm rể thì anh đi rể thì anh đi sàn nhà. Con hỏi nhắn với gia đình mà. Dạ, cái ghế cái anh đang ngồi thì người đây em gọi là ghế cặp banh luôn. Cho khách quý và đồ con lên đi. Chế chụp anh chưa chế. Ngôi nhà của mình phải đạt được 3 điều kiện buôn làng quy định mới được phép làm ghế. Điều kiện thứ nhất là gia đình này phải là một gia đình giàu. Điều kiện thứ hai, trong 3 năm liên tiếp không được có mâu thuẫn ở trong nhà lẫn ở ngoài buôn làng. Và điều kiện thứ ba rất quan trọng, thì trong 3 năm này ngôi nhà của mình phải sinh ra được nhiều con gái và cháu gái. Trong ngôi nhà của mình nếu như mà mình có sinh 10 anh con trai nhưng mà chưa có cô con gái nào sẽ không được buôn làng tính là có con đâu ạ. Nhưng mà thường là cho em hỏi là người dân tộc ED của mình á, là họ có yêu cầu là phải trai nhiều hoặc là gái nhiều giống như là người Hoa không ạ? Dạ nhà em thì yêu cầu con gái chị, con gái bắt nhiều buộc phải có con gái.
Dạ, bởi vì con gái mình là sẽ mang họ mẹ và đem chàng trai về làm rể của ngôi nhà mình. À, nếu như mà sinh con trai mà không có con gái thì cũng không được. Dạ, bắt buộc phải có một cô con gái. Thì trong ngôi nhà các anh chị muốn biết là nhà em có bao nhiêu người con, thì các anh chị sẽ nhìn vào những cái ô cửa hai bên hông nhà như thế này ạ. Thì thông thường cái ngôi nhà dài của người EDM sẽ dựng cao, không có dựng thấp. Bởi vì ở dưới thường nhà em sẽ nuôi gia súc thả rong như là con gà, con heo. Thì những cái ô cửa này nhà em gọi là cửa sổ. Thì những cái ô cửa sổ này sẽ tượng trưng cho những cô con gái trong nhà của mình. Cô nào mà có chồng rồi là người ta sẽ đóng cửa lại, còn chưa có chồng là người ta sẽ mở cửa ra. Đó, thì nhà mình sẽ biết là cái ô cửa này của cô con gái nào có chồng mà chưa có chồng. Đây là cái gian bếp ạ. Nhà gian bếp này thì nhà em sẽ chỉ dùng để đón tiếp khách vào trong nhà thôi. Khi có khách đến thăm nhà thì nhà em sẽ nổi lửa cái bếp này lên, nấu nướng thức ăn đãi cho những vị khách của mình bằng gian bếp này. Còn nhà mình sẽ sinh hoạt bằng một cái gian bếp riêng ở phía đằng sau. Nhưng mà cũng tùy phong tục của từng nhà. Có những nhà thì một ngôi nhà của mình có thể chứa từ 10 đến 15 hộ gia đình sinh sống chung với nhau. Nhưng mà khi mà người ta bắt chồng về, mỗi một cô con gái sẽ là một gia đình riêng. Người ta sẽ ngăn bắt ngăn ra đối với từng hộ gia đình. Và phía trước mỗi một hộ gia đình như thế, người ta sẽ đặt một cái gian bếp nhỏ cho từng cặp vợ chồng nấu nướng sinh hoạt riêng. Để mà có được những con voi như buôn làng của em á, thì người Mà Nông và người EDM có một cái truyền thống, đó là một cái nghề, đó là nghề săn bắt và thuần dưỡng voi. Thì cái nghề săn bắt thuần dưỡng voi này là mình sẽ đi lên rừng săn bắt những con voi rừng đem về nhà mình thuần hóa thành con voi nhà, chứ mình không có giết voi. Bởi vì con voi khi từ trên rừng về đến nhà của mình giống như là một thành viên của buôn làng. Dân làng em cũng bắt đầu là đặt tên voi. Mỗi một năm thì các bạn voi sẽ có một cái lễ cúng sức khỏe để ghi nhớ từng độ tuổi bạn voi đi qua. Lúc mà bạn voi mà ở trên rừng đem về làng của mình là lúc đó là 3 tuổi, thì cứ tính mỗi một năm là 1 tuổi. Thì nếu mà được sống trong điều kiện tự nhiên nhất, bạn voi nhà mình có thể sống lên đến 120 năm. Cái tuổi thọ của voi đó. Nhưng mà về đến làng thì hiện tại thì cái tuổi thọ của bạn voi nó bị giảm xuống, còn khoảng 80 năm thôi. Thì bên này em giới thiệu với cả nhà đây là hình ảnh của vị vua săn voi rất là nổi tiếng của Tây Nguyên. Ông vua này tên thật là Ithuqanun, người đồng bào Mờ Nông, hưởng thọ 110 tuổi. Chính là người chủ khai sinh ra địa danh Bản Đôn và đồng thời là một trong những vị vua tài giỏi nhất của buôn làng, đem về làng với số lượng là 485 chú voi. Hiện bây giờ buôn làng mình còn bao nhiêu voi? Dạ hiện tại thì số lượng voi còn ít lắm anh, tại vì voi mà về đến làng hầu như là mất khả năng sinh sản. Vì con voi nó lớn lên, nó già và nó chết đi, nhưng con voi con chưa ra đời được. Cái đặc tính của con voi là, nó chỉ sinh sản ở trong rừng, và khi tự giao phối với nhau. Con voi nó không muốn con người nhìn, thấy được hành động này. Ngày xưa là nếu mà ông bà của em, mà đi lên rừng, lỡ mà gặp con voi đang giao phối với nhau, là mình phải bỏ chạy đấy ạ. Ai mà cố tình đứng, rình xem. Để mà con voi nó bắt được, hình ảnh, khuôn mặt của mình. Con voi này nó sẽ thù đến suốt cuộc đời của nó. Cho dù anh chị bỏ đi khỏi làng 10 năm, 20 năm, dạ quay về, khi mà con voi nó nhìn thấy khuôn mặt của mình, nó sẽ nhận biết đó là cái người mà lúc đó, dạ cố ý coi nó. Nó thù rất là dai, và cái điều gì mà nó không thích thì mình không nên làm. Và đây là cái bộ dây săn bắt và thuần dưỡng voi. Bộ dây săn bắt voi này do vua Y Thua phát minh ra. Toàn bộ dây này mình sẽ luộc ra từ 5 đến 7 con trâu được. Sau đó thì toàn bộ da trâu này mình sẽ chảy ra sàn mình làm. Đây là da trâu đó, chị dây thừng da trâu. Dạ khi mà mình luộc da này thì mình sẽ chảy những tấm da ra mặt sàn, bắt đầu cắt theo đường viền phía bên ngoài, sẽ tạo thành một sợi dây dài, không còn điểm nối. Tiếp tục bộ dây này sẽ được vơi trong 6 tháng nắng và 6 tháng mưa. Do đó dây săn voi rút lại rất là chắc. Thì mặc dù là chế độ mẫu hệ, nhưng mà người phụ nữ nhà mình chỉ nắm quyền lực trong nhà, còn ở bên ngoài sẽ là những người đàn ông. Do đó ở làng của em sẽ ông có bà già làng, mà sẽ là ông già làng. Lúc xưa người ta sẽ đi lên rừng săn bắt voi rừng, họ sẽ tập trung thành một đoàn quân đi săn voi. Những người săn voi sẽ là những người đàn ông và sẽ có một cái tên gọi chung là guru. Thì lúc đó họ sẽ phân ra một cái guru trưởng đi vào trong rừng đầu tiên để thám thính xem là trong khu rừng đó sẽ có những đàn voi nào. Bởi vì không phải con voi nào cũng săn. Mình săn những con voi trong độ tuổi dễ thuần dưỡng nhất là 2 đến 3 tuổi. Và cách tính của người EDM là mình có một đơn vị tính là H. Một H sẽ tính từ cái khuỷu tay của mình lên tới đầu ngón giữa. Thì khi ông guru trưởng này vào trong rừng
ông sẽ tấn công vào cái con voi rừng đầu đàn á. À thì khi mà cái chú voi rừng đầu đàn này là phát hiện cái mối nguy hiểm đến với cái đàn của nó thì nó sẽ gầm ra một tiếng động rất là lớn để làm toàn cái đàn voi nó bỏ chạy. Lúc nào cũng vậy, con voi con nó sẽ chạy theo con voi mẹ. Bây giờ mình sẽ tấn công vào hai mẹ con của chú voi để tách bầy giữa mẹ và con ra. Khi tách bầy được rồi thì mình sẽ dùng cái dây săn voi này mình quăng vào chân của chú voi. Và đặc biệt thì mình phải quy định là quăng vào chân phải đằng sau của con voi. Bởi vì trong cái đoàn đi săn voi có rất là nhiều người đàn ông, nhiều bộ dây. Nhưng mà ông nào quăng trúng chân phải đằng sau thì cái con voi đó sẽ được ông sở hữu. Còn một đầu dây còn lại thì họ sẽ nhanh chóng cột vào gốc cây gần nhất. Trong lúc sợ hãi thì chú voi con này sẽ chạy hình vòng tròn là vô tình quấn vào gốc cây đó. Lúc đó mình mới mang hai con voi nhà áp tại cái chú voi con này về đàn được rồi. Đó là công cuộc đi săn voi. Xin vâng, lần đầu tiên cho phép anh Từ giới thiệu tên là Y Tùng Phốc, người dân tộc Mân Âu, cùng là thuyết minh viên tại điểm khu du lịch. Cho em gửi lời chúc tên một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và cái tiếp là hờ gơ có nghĩa là tại vì ở Tây Nguyên thì người phụ nữ luôn luôn là người được ưu tiên nên hờ là âm đầu chữ lót của con gái. Tại vì ở đây phụ nữ là người được ưu tiên, hờ gơ có nghĩa là trống cái. Trống mình nhìn rất là đơn giản nhưng họ bịt kín bằng hai da con trâu, một bên da trâu cái và một bên da trâu đực. Tang trống họ đặt theo hướng gió thổi và độc đẽo thành một tang trống như thế này. Ngày xưa thì không có loa đài như thời của chúng ta bây giờ, già làng thường dùng tiếng trống để báo hiệu mà thôi. Ví dụ trong buôn làng đó có tin vui, già làng sẽ dùng da trâu cái, nó sẽ thanh hơn, vang hơn. Ví dụ trong buôn làng có sinh nhật cưới hỏi thôi nôi mừng lúa mới tiệc đâm trâu thì già làng sẽ dùng da trâu cái, nó sẽ thanh hơn và vang hơn. Không may trong buôn làng có tin buồn thì già làng sẽ dùng da trâu đực là trầm hơn. Dạ đây là trống. Kế tiếp tiếng trống hai bên khi đặt. Hiện tại bên anh đang sống là ba dân tộc với nhau, Ede, Mơ Nông và dân tộc Lào. Và những chiếc gùi này là tượng trưng cho ba cô gái, ba dân tộc khác nhau, dành cho các cô gái thường đi hái măng rừng, rau rừng ngày xưa. Các cô gái thường đi hái măng rừng, rau rừng, chàng trai thì thường dùng dao, rìu, búa để phát nương, phát rẫy. Cuộc sống của họ đôi nam nữ rất là đơn giản để cùng nhau đi lên nương, lên rẫy, hái măng rừng, rau rừng. Còn ở giữa chúng ta là hình ảnh con thuyền độc mộc. Đây là con thuyền độc mộc được làm bằng gỗ sao, nguyên một thân cây, không đóng đinh, không nối, chỉ độc đẽo mà thôi. Đây là con thuyền dành cho dòng sông tĩnh lặng và một con thuyền dành cho dòng sông chảy xiết. Dạ vâng, tiếp tiếp đây là những dụng cụ thường săn bắt cá ngày xưa. Các chàng trai thường đi chèo thuyền để bắt săn bắt cá để bắt cá. Kế tiếp là những hình ảnh nhạc cụ họ tự chế tạo ra từ cây tre, cây nứa. Ngày xưa thì không có loa đài như thời của chúng ta bây giờ. Gia làng thường dùng những bộ âm thanh chế tạo ra từ cây tre, cây nứa và kết hợp với bộ cổng chiêng như thế này để giống như một ngôn ngữ để giao thoa con người với thần linh. Dạ, xin giới thiệu một chút về đinh năm. Đinh năm còn gọi là kèn sáu lỗ. Mình nhìn rất là đơn giản nhưng luôn luôn nhắc nhở về những người con ở Tây Nguyên. Ngày xưa cũng giống như ngày nay, ngày xưa có một cặp vợ chồng khi cưới nhau một thời gian thì những cặp vợ chồng lại không sinh được con. Mãi về sau người vợ đi lên nương lên rẫy và đã dẫm phải một vũng lầy và từ đó người vợ bắt đầu mang thai và sinh được ba đứa con gái và ba đứa con trai. Sáu ống tre tượng trưng cho sáu đứa con. Bầu khô nói về bầu sữa của người mẹ là muốn giáo dục con cái mình về sau này dù đi đâu ở phương nào luôn luôn nhớ về cội nguồn của mình và bầu sữa của người mẹ đã nuôi nấng con cái lớn khôn. Không gian của người Ede ngày xưa thường đón khách quý tại đây ăn uống, thường làm chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng.
Gia Lang từ cúng sức khỏe tại không gian này. Và cũng không thể thiếu được trong không gian này là hình ảnh nhạc cụ ngày xưa, chắc chắn chắc hẳn mình đã cũng từng nghe bài hát rất là quen thuộc được mang tên Giấc Mơ Cha Pi của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây là cây đàn Cha Pi. Trong bài hát Giấc Mơ Cha Pi của nhạc sĩ Trần Tiến ngày xưa, họ chọn những cây tre lâu năm và tách vỏ tre bên ngoài làm dây đàn. Tách vỏ tre bên ngoài làm dây đàn. Đây là cây đàn Cha Pi. Các cô gái ngày xưa khi sinh con xong, những người phụ nữ sinh con 1 đến 2 đứa con, những người phụ nữ sẽ không mặc áo, họ sẽ cởi trần phần ngực của mình, có nghĩa là muốn nói lên cái nào đẹp nhất trong cơ thể của người phụ nữ. Mỗi buổi sáng các cô gái thường giã gạo nên phần ngực của họ rất là căng và đẹp. Ngay cả lối cầu thang chúng ta đi lên đó là biểu tượng giáo dục chứ không phải có ý nghĩa xấu, muốn nhắc nhở con cái chúng ta khi bước chân ra khỏi nhà cũng làm đúng điều hay lẽ phải. Vỏ cây và sau đó sẽ kết lại và sẽ xe thành sợi chỉ và sẽ lắp vào những bộ khung gửi như thế này và dệt ra những bộ thành phẩm như họ áo họ đang treo lên tường. Đó là những nguyên liệu họ chế đặt tên chữ từ chữ tiểu tạo ra từ cây, từ những cái bông gòn ngày xưa và dệt ra những bộ thổ cẩm như thế này. Còn đây là những hình ảnh họ thường để lại ngày xưa, đây là bộ thổ cẩm dệt bằng tay chính gốc của người Ê Đê ngày xưa. Từ chơi dân gian thì tất cả các quý đoàn thường tham quan tự do. Đây cũng là điểm thứ hai trong vé tham quan của mình. Điểm thứ nhất là khu văn. Ồ đây, con voi đây. À. Voi này. Wow. Mà to luôn bay mà. Wow. Là bác quá rồi. Wow. Con voi khá là to. Và đây là nhà dài của người Ê Đê. Em cũng xin khép lại chuyến đồng hành của mình tại đây và xin chúc quý khách có một chuyến tham quan vui vẻ và hấp dẫn ạ. Giao lưu văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và